Tây Ba Lô đi hiến máu sẽ như thế nào? Đây đã là lần thứ 3 mình hiến máu và có rất nhiều lý do vì sao mình hiến máu và mình khuyên các bạn trẻ là nên hiến ít nhất một lần trên đời. Thứ nhất là bởi bản thân mình sẽ cảm thấy rất là tự hào khi mà được làm một điều gì đó có ích cho xã hội. Mình nhận thấy đây là một nghĩa cử nhân ái rất là cao đẹp khi mà được phần nào giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh ở ngoài kia, nhất là trong những dịp ý nghĩa như dịp Tết. Và bên cạnh đó, tham gia hiến máu sẽ cũng là một cách để mà các bạn có thể kiểm tra sức khỏe. Bởi vì khi mà mình đi hiến thì sẽ một lượng máu nhỏ của mình sẽ được mang đi xét nghiệm và nhờ đó các bạn có thể biết được là mình có đang gặp vấn đề gì về sức khỏe hay không. Và một điều nữa đó là khi mà các bạn tham gia hiến máu thì sau này lỡ có chuyện gì không hay xảy ra thì các bạn sẽ cũng được cung cấp một lượng máu vừa đủ cho mình. Và chúng ta không bao giờ biết được trong tương lai có thể xảy ra điều gì đúng không? Thế nên là mình nghĩ là có một cái lượng máu dự trữ ở đó thì cũng là một điều rất là quan trọng. Và hôm nay thì mình rất là vui khi mà mình được gặp các bạn tình nguyện viên của Tết Đoàn Viên. Ai ai cũng siêu dễ thương và siêu nhiệt tình, làm cho cái trải nghiệm hiến máu của mình nó còn ý nghĩa và tuyệt vời hơn nữa. Cuối cùng thì thay mặt cho cộng đồng tất cả các bạn đã tham gia hiến máu thì mình chúc cho tất cả mọi người, đặc biệt là các bệnh nhân đang không may gặp phải những vấn đề về sức khỏe thì sẽ bình phục kịp thời để chúng ta có được một cái dịp Tết thật an lành và tràn ngập niềm vui cùng gia đình ạ. Hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye.